Ủa, cô Bo đâu con? Chào ba mẹ. Mẹ, bây giờ con phải đi họp rồi. Mà để cô Bo ngủ trển á. Cái gì mẹ lên mẹ coi con nha. Rồi để mẹ chạy lên mẹ canh cho. Dạ. À, nghe nói ngày mai con đi Châu Đốc phải không? Dạ. Nhớ mua khô với mắm cho mẹ nha. Dạ. Thôi ba mẹ con đi. Ông, kỳ này mà bác hai đi châu Âu về nha. Thằng cô Bo nhà mình á sẽ được cả hai mua cho quà nhiều lắm luôn á. Rồi. Hả? Con mới nghe nội nói ai đi châu Âu hả nội? Cái gì? Mới nghe nội nói là ai đi châu Âu mà. Ờ thì mẹ con đi chứ ai đi. Mà mẹ con đi với ai? Thì đi mình chứ đi với ai? Đi mình thì sao nội nói là đi cả hai? Nội nói hồi nào? Nội nói mẹ con chứ nói một cả hai hồi nào? Con mới nghe rõ ràng là nội nói cả hai mà. Con sao vậy? Bà nội đã nói là mẹ con đi châu Âu một mình mà cứ cả hai hoài vậy. Thôi giờ hai con không hỏi nữa. Trời, nó phi thân. Rồi chút tao gọi lại cho, để tao lục coi anh tao còn tiền không đã. Ê! Cái thằng này! Sao tự nhiên mày lục đồ của tao vậy? Anh chuẩn bị đi nước ngoài à? Sao cầm bách quật này theo chi vậy? Bách quật cái gì? À quên, cái bách bo. Mà anh chuẩn bị đi châu Âu với mẹ hả? Châu Âu gì mày? Trời ơi! Vì sao em nghe nội nói là tới hai người đi châu Âu luôn mà. Với anh thì là ai? Thì anh cũng muốn đi lắm đó. Mà anh có phải bác sĩ đâu mà đi. Thằng này. Mà thôi dẹp qua chuyện đó một bên đi. Anh còn tiền không cho em mượn đi. Mượn tiền cái gì? Cái thằng này sao mày cứ đụng vô cái tiền lấy vợ của anh hoài vậy? Thôi đi ra giùm anh đi. Đi ra khỏi chỗ này đi. Tự nhiên bách bo của tôi mà không biết ai cứ đụng chạm vô cứ lấy ra chứ không biết nữa. Mượn tiền ghê. Ngay mẹ ơi! Cái gì vậy? Ủa? Tụi em đi chơi rồi chứ. Chơi gì mà chơi? Mẹ! Sao mẹ dẫn anh con đi châu Âu mà mẹ không cho con đi? Làm gì có. Mẹ đừng có gạt con nữa, con thấy rõ ràng anh soạn đồ rồi kìa, soạn vali quá trời ở trên kìa. Cái gì vậy? Mẹ đi qua bên đó là mẹ đi làm ăn, mẹ đi công chuyện, cứ có đi chơi đâu mà dắt anh con đi theo làm chi? Rõ ràng nếu như không dắt anh con đi vậy anh con soạn cái đống đồ ấm trên chở làm cái gì? Con ơi con, cái đó là nội biểu nó soạn đó. Trời ơi, cái vali nội đưa cho nó, nội biểu cái đồ nào không mặc nữa bỏ vô cái vali cất đi con, tủ chật quá rồi. Còn con nữa, cũng lên trên lầu, sửa soạn đồ đạc đi. Coi cái nào không mặc thì bỏ vô vali để dành, ai không có xài người ta cho mình cho người ta. Thiệt là vậy ông nội? Thiệt chứ tự nhiên nó đi châu Âu mặc đồ ấm làm chi? Tại Tuyết có bển chưa có tan phải mặc đồ ấm chứ ba. Trời ơi, lo xa ghê. Ở đây là biết bển chưa, tuyết chưa tan. Thôi ông ơi mệt ông quá đi. Cái vali là của ông nội đưa, con cũng lên trên đó con dọn đi. Nè, có cái vali của ba đó để chữ châu Âu đó, con lấy bỏ vô đi. Thôi, nếu đúng như vậy thôi con đi chơi đây chút về xếp sau. Cái thằng đó làm biến lên chết đi. Thôi đi chơi một chút. Sao nó biết châu Âu tuyết chưa tan? Con cũng hơi bị bất ngờ đó ba. Sao em vẫn có cảm giác là anh sẽ đi châu Âu đúng không? Anh sẽ đi châu Âu với mẹ đúng không? Cái thằng này sao mày nhây quá vậy? Anh đã nói là anh không đi châu Âu mà. Vậy chứ anh nên còn châu Âu chi vậy? Tại vì anh đang làm bài tập. Ủa nếu như bài tập em cũng phải có chứ. Thì cái này là bài tập anh tự giao cho anh được không? Hả? Mày đừng có hỏi nó được không? Cái thằng này, tao đã nói tao có đi châu Âu mà. Trời ơi, tao không tin anh á. Giờ mày không tin mày làm được gì tao? Nè nè, tao đang tìm hiểu về Bắc Cực nha. Mày đừng có nói tao tính đi Bắc Cực luôn nha. Anh đâu rồi ta? Ủa nội. Ờ. Cho anh ai đâu mà con không thấy ảnh trên phòng vậy? Đi châu Âu với mẹ rồi đúng không nội? Châu Âu đâu mà châu Âu. Ủa chứ sao con không thấy ảnh, nó chở mới có 7 giờ sáng à. Mà mẹ như là đi chuyến 5 giờ vậy, là anh đi với mẹ rồi đúng không nội? Mình á, nó đi tập thể dục với ông nội với ba con. Ủa? Vậy nè. Con nhớ không? Hồi sáng bà nội lên kêu con nói đừng kêu để con ngủ, nhớ không? À rồi con nhớ rồi, trời. Làm con có tưởng là anh đi châu Âu với mẹ rồi. Nè, bà nội hỏi con nè, mình đi châu Âu làm cái gì? Rồi con lên ngủ tiếp nha nội. Ăn sáng. Rồi con muốn ngủ thêm xíu nữa. Ờ. Đói bụng quá mẹ ơi. Đây đừng có la. Tới liền. Ủa nội ơi. Sơn lên các xếp con vậy không thấy rồi nội. Kiếm ai trển? Kiếm chú Phúc à? Chú Phúc đi chơi với bạn rồi có thấy đâu. Phải con kiếm anh Minh kìa. Sáng nội nói là anh đi tập thể dục với ba. Mà giờ ba về rồi, giờ anh đâu? Anh đi châu Âu thiệt rồi đúng không nội? Châu Âu cái gì? Thằng đi về xong rồi đi về giữa đường gặp Yumi, đi chơi với Yumi rồi. Thì con ba. Ba lớn mà nói xạo mà hả? Ủa sao vậy con? Hả? Đầu óc con bị châu Âu nó ám ảnh con phải không? Phải mà chị, sáng giờ con vẫn không thấy ảnh. Ảnh đi đâu được chứ kỳ thiệt. Thôi 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 chắc đói bụng sáng rồi, ngồi xuống đây đi. Bà làm đồ ăn sáng cho ăn. Không ăn sáng hả? Alo. Ủa? Anh đang đâu vậy? Đang đi chơi. Đang đi chơi với Yumi á hả? Ừ, rồi làm sao? Tại em tưởng là anh đi châu Âu. Cái thằng này nhây thiệt á. Cái gì mà châu Âu hoài vậy? Anh đang đi siêu thị với Yumi nè. Hả? Vậy hả? Vậy được rồi, vậy anh đi chơi vui vẻ nha. Làm hết hồn. Nội ơi, con muốn ăn cơm. Đó không đúng ở đây. Trời ơi Mẫn, con mất lịch sự quá à. Bà nội đang coi tivi mà con làm lớn chuyện vậy rồi bà nội mà mất tập trung làm sao bà nội coi được. Có chuyện gì bức xúc vậy ạ hả? Tại sao giờ này anh hai vẫn chưa về nữa? Con chưa được gặp anh hai. Anh đang trò đúng không bà? Nè, có ở đâu khó. Gặp nó không được thì gọi điện thoại hỏi nó đang ở đâu, có gì đâu. Con gọi rồi, anh bắt máy. Nhưng mà có khi anh xài dịch vụ chuyển dùng quốc tế thì sao? Bà nội đã nói vậy rồi mà con cứ cãi hoài. Hỏi hoài, nó mới gọi điện thoại cho ba xong. Nhìn cái gì? Ba nói xạo mày cho ba cắn lưỡi đi. Nó nói với ba là nó đi chơi với Yumi xong rồi nó đi học Anh văn luôn. Răng nó đụng vô. Bà nói vậy đúng là thiệt vậy đúng không ba? Thiệt chứ. Trời đất ơi. Nó đi học Anh văn. Rồi à, con ha, nghĩa là đóng tiền cho con rồi con bỏ học con trốn học phải không? Bà nội biết con trốn học bà nội mét với mẹ con cho coi. Nếu cả nhà nói vậy con sẽ tin. Thì con đi kiểm tra thử. Nhưng mà cả nhà không được lừa con đó nha. Ai nói gạt con chi? sao nó biết dịch vụ chuyển dùng quốc tế hay ta? Nó thông minh lắm đó, còn biết châu Âu chưa tan tuyết hết nữa mà. Để điện thoại gọi cho thằng nóng liền. À, đúng rồi, quên. Ngay mà là mày còn ở Việt Nam mà đi học. Kiếm ai? Dám đi châu Âu mà giấu mình. Bội thiệt. Minh nó lên văn phòng đăng ký thi rồi. Cái gì? Người ta? Ừ, mới đi chạy ngang của ông đó, ông không thấy hả? Không, tôi đâu có thấy đâu. Chắc là làm hồ sơ lâu á. Tôi lên coi thử rồi sao? Cô vô, cô vô. Cô vô. Mẫn, đói bụng không? Nội làm đồ ăn con ăn nha. Dạ thôi, con có đói nội. Mà sao con thấy kỳ quá. Chắc chắn là anh không có ở Việt Nam, anh đi châu Âu rồi đúng không nội? Nội mới kêu nó qua nhà nội của thằng Long đưa thuốc. Nội nói sao? Ông nội Long bị đau lưng đó. Nội kêu thằng Minh nó chạy qua đưa thuốc cho ông nội Lâm. Thiệt là vậy không ta? Mà con thấy vô lý quá à. Đúng ra là con ít nhất cũng phải gặp ảnh được một lần. Mà sáng giờ con không thấy ảnh luôn. Chắc chắn là ảnh đi châu Âu thiệt rồi đúng không ba? Trời ơi, dạng sự tùy duyên. Chắc là anh em tụi con hết duyên gặp nhau rồi thì mới vậy. Bây giờ muốn kiếm qua nhà hàng Long chứ ngồi đây hỏi rồi đón chi. Thôi, bây giờ con mà chạy qua nhà hàng Long, thế nào nhà hàng Long cũng nói là ảnh đi về nhà rồi. Còn con chạy về nhà mình, cả nhà mình sẽ nói là ảnh đi ra ngoài đường rồi đúng không? Chắc là lúc đó anh em con hết duyên gặp nhau rồi. Không lẽ từ giờ tới cuối đời con không được gặp lại anh hai? Bậy bạ, không gì ngồi đây chờ nó đi. Thôi, bây giờ con đi qua nhà hàng Long liền, con kiểm tra. Trời đất ơi. Thật ra thằng Mẫn nó không có ngu như mình tưởng đâu. Trời ơi, tao nói hai anh em nó nghe, ở quen với nhau lâu rồi. Bây giờ mất tích có mấy tiếng hồ mà nó chạy sất bất sang bang. Thấy nó tội nghiệp quá đi. Biết vậy kêu Hoàng Anh dắt nó đi luôn cho rồi. Trời đất ơi, dắt đi cho rồi là sao? Bà nghĩ sao vậy? Nó có biết tiếng Anh đâu. Nó đi rồi xem phiền phức rồi rắc rối cho người ta nữa. Đúng rồi mẹ, đúng ra là con đi nè, con không biết tiếng Anh cho nên con nhường cái vé lại cho thằng Minh. Mà con nói mẹ nghe mình phải làm như vậy để kích thích cái động lực học của nó. Nói đâu xa, mới năm ngoái đây, đi Singapore, nó không biết tiếng Anh, nghe qua người ta hỏi ra mấy giờ rồi hỏi thăm nó thôi. Bài để nó quýnh người ta phải vô sở cảnh sát, rắc rối không? Đang nghĩ người ta mà vô gặp sao, bắt con vô chổng chung với nó con không biết luôn, hai cha con ngồi trong đó. Ừ, nhưng mà mẹ thấy nó đi tìm thằng Minh, mẹ thấy nó tội nghiệp quá đi. Rồi kệ nó đi, cho vậy cho nó ráng nó đi học đi. Nó còn biết bao nhiêu cơ hội chứ phải có đợt này không. Nó cứ học tiếng Anh giỏi thì nó có nhiều cơ hội để đi. Con thưa ông ơi cho hỏi có anh hai con bên này không ông? Minh á ông? Nó mới đem thuốc đau lưng qua cho ông nè. Nó đi chơi với thằng Long rồi. Ngay mà đây là qua là sẽ nói như vậy mà chắc là anh đi châu Âu rồi. Ôi, thưa ông về. Hello, what can I get for you today? Yes, we would like one pasta with bacon and cream sauce. And one steak for my mom. Okay, and how would you like that cooked? Medium rare, please. And can I get you anything to drink? Mẹ ơi, mẹ muốn uống gì ạ? Mẹ cái gì cũng được hết á. Dạ, 2 glasses of water, please. Okay. Please. Okay, sir. Thank you. Okay, I'll have that right out for you. Yes. Thank you. Thank you. You're so handsome. Sao? Ra nước ngoài giao tiếp với người ta thấy sao con? Dạ, nói chung là khác với mấy cái học ở trường lắm mẹ. Ừ. Cố gắng lên nha. Dạ. Của con hả? Dạ. Mẹ, thằng Mẫn nó gọi nữa nè mẹ. Thì con cứ nói chuyện đi. Alo. Thì nay qua nhà trường ngủ chị? Thì ba mẹ nó đi về quê rồi. Tụi anh qua nhà nó chơi ma sói. Xạo, anh đang ở châu Âu đúng không? Anh lừa em đúng không? Cái thằng này, mày bị gì vậy? Tao đang chơi ma sói thiệt nè, đang thiếu người nè, qua chơi không? Cô mơ, nghĩ gì em qua nhà chơi vậy? Em có chơi với nó đâu. Thì thôi nha, em cúp á. Sao mình vẫn cứ nghi ta? Hay là tại mình quá đa nghi? Trời ơi, không có đâu. Trời ơi, đau đầu quá. Mình nghĩ đúng hay nghĩ sai đây ta? Thôi chắc không có đâu.